Tiến sĩ Đại tá Đinh Xuân Dũng, trưởng Ban Làm báo Việt Nam lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí đại biểu viện giáo viên của tỉnh Ninh Bình, kính thưa đồng chí đại biểu của xã và địa phương Ninh Bình, kính thưa đồng chí Đinh Văn Hùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đinh Văn Liên, nguyên chủ tịch, và đồng thời là những người thân thiết và người quan trọng của tỉnh chúng ta. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các bạn và tất cả bà con ở đây có mặt hôm nay, tôi đang ở trong một cái tâm thế rất xúc động, chờ đợi 12 năm từ khi thành lập Ban Liên lạc Lâm thời Quảng Ninh Việt Nam đến nay, từ 2012. Mới có được cái buổi ngày hôm nay, tôi với ý nghĩa đó cho phép tôi không đọc diễn văn và không có báo cáo, mà cho phép tôi được tâm sự một số suy nghĩ nhân một cái buổi lễ rất linh thiêng, rất quan trọng hôm nay. Cách đây hơn 40 năm, khi tôi đang là nghiên cứu sinh tại nước Đức, năm 1980, 1978, 1982, giáo sư của tôi có hỏi một câu: anh cho biết cái đặc sắc nhất của dân tộc Việt Nam là gì? Tôi suy nghĩ mãi và tôi nói là rất nhiều những cái đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà dân tộc chúng tôi có một cái đặc sắc mà nhiều dân tộc khác không có, đó là phong tục thờ cúng tổ tiên. Đó là một cái phong tục mà cả có ngàn đời nay. Cho nên trong số những gia đình Việt Nam, không chỉ tinh những người đang sống, mà nơi linh thiêng nhất mỗi gia đình đều có bàn thờ tổ tiên của mình. Và đó là một phong tục, đó là một tín ngưỡng rất độc đáo và riêng dân tộc Việt Nam chúng tôi. Và khi tính về nhân khẩu thì tính cả những người âm, những người đã sinh ra, những người đang sống. Thì đó là những khi mà thắp một cái hương lên thì sự cái nét hương đó nó như là cái sự nối giữa âm và dương, để cho những người đang sống và những người sinh thành ra chúng ta hiểu chúng ta, thông cảm với chúng ta, phù hộ cho chúng ta. Và hơn 10 năm nay, khi đi thăm các tỉnh, các huyện, các xã và bà con họ Đinh từ Bắc đến Nam, tôi thấy rất nhiều các nhà thờ của họ Đinh, của những nhân vật tiêu biểu của họ Đinh chúng ta. Và nơi đó là nơi linh thiêng đối với họ Đinh chúng ta. Nhưng mà bỗng nhiên nghĩ, không hiểu vì sao mà chúng ta chưa có một nhà thờ chung của họ Đinh, với một cái truyền thống quật cường, với một niềm tự hào sâu sắc và với một lịch sử lâu đời, nhưng chúng ta chưa có một nhà thờ chung. Lẽ gì đó có thể là sự khiêm tốn, lẽ gì đó có thể là vì nhiều chiến tranh, vì nhiều quan sự kiện, nhiều biến cố mà chưa được có nhà thờ đó. Và đi gặp gỡ bà con, lắng nghe các anh các chị ở trong Ban Liên lạc Quảng Ninh các tỉnh thành phố, thì đều có một nguyện vọng rất sâu xa và thầm lặng rằng có một cái nhà thờ chung của rất dòng họ Đinh của chúng ta ở trên mảnh đất này. Và trong hơn 2 năm vừa qua, một sự chuẩn bị rất thầm lặng nhưng mà kiên cường, hết sức nhẫn nại về ý chí, về tâm huyết, về sự đồng thuận của bà con họ Đinh trong cả nước, về nhân lực, về tài năng, về vật lực. Sau gần 2 năm, bạn đi bàn lại rất nhiều lần và trao đổi lấy ý kiến từ nhiều nơi thì mới quyết định làm nhà thờ chung của họ Đinh chúng ta. Và cách đây mấy hôm, khi tôi đặt bút viết tay cái thông báo về việc khởi công xây dựng nhà thờ họ Đinh, xin báo cáo với các bác anh các chị, tôi chảy nước mắt, tôi xúc động. Nhìn năm nay chúng ta mới có được một cái của nhà thờ. Có thể bằng thông báo chưa thật đầy đủ, nhưng mà tâm huyết và thực sự bằng tấm lòng của mình rằng chúng ta đang đứng và đang gánh vác cái tay một cái nhiệm vụ, một cái trọng trách mà cả cha ông mà con cháu chúng ta giao cho chúng ta hôm nay, rằng làm một cái nhà thờ để chúng ta tụ họp lại với nhau. Công việc phía trước còn rất nhiều,
hôm nay chỉ là để khởi công để động thổ, còn rất nhiều việc bề bộn. Nhưng mà tôi tin rằng với tất cả lòng tin sâu sắc của người làm họ Vinh, thì tin rằng chúng ta sẽ làm được với nhà thờ khang trang, đẹp đẽ, lâu bền, lâu dài và mang đặc sắc của truyền thống dân tộc chúng ta, và thể hiện cho được những cái gì đặc tính nhất của dòng họ Vinh chúng ta, đó là những người kiên cường bảo vệ tổ quốc và xây dựng tổ quốc này, đó là những người kiên định với lý tưởng độc lập tự do của dân tộc này trong suốt hàng nghìn năm tây kỳ, hàng nghìn năm kể từ thời kỳ vua Hùng đến Hai Bà Trưng cho đến thời đại Hồ Chí Minh, phải làm cho được cái đó. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng cái nhà thờ họ Vinh của chúng ta sẽ là nơi hội tụ của những ý sau đây. Tôi nghĩ cái thứ nhất, đó là sự biết ơn, đó là sự tri ân, đó là niềm tự hào, sự trân trọng của chúng ta đối với tất cả những người gì, kể cả những người anh hùng của họ Ninh và những người dân bình thường nhất của họ Ninh đang sống thầm lặng trên đất nước chúng ta hiện nay, để nhớ về tổ tiên mình. Mất khóc không thể sống được. Trong dòng máu của chúng ta đều có dòng máu của cha ông mình, dòng máu của họ Ninh. Nhà thờ hôm nay nếu làm xong và bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tập trung để xây dựng nhà thờ đó là nơi chúng ta tri ân, chúng ta biết ơn, chúng ta tự hào về dòng họ của mình ở trong nghiệp sử hàng nghìn năm. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, chúng tôi mong rằng từ cái mảnh đất này sẽ mọc lên một cái nhà thờ, nơi đó là hội tụ, nơi đó là đoàn kết, nơi đó là sự giúp đỡ lẫn nhau, nơi đó là sự đồng cảm với nhau, nơi đó là sự đồng thuận của những người đang sống ngày hôm nay. Và từ đó là việc thơ để chúng ta sống một cách xứng đáng trong cái cuộc sống nhiều thử thách từ nay tới năm về sau. Sự kết đoàn, sự đoàn tụ, sự đồng thuận là chính là sẽ đặt ở nơi đây.